8 tuổi có sức mạnh Kaido, những đứa trẻ bá đạo nhất One Piece. Những thanh niên trẻ trâu trẻ nghé chưa bước qua tuổi dậy thì nhưng sở hữu sức mạnh khủng là một trong những mô típ được dùng rất thường xuyên trong vũ trụ manga. Chúng ta có thể kể đến như là thiên tài Itachi của tổng Uchiha, Son Goten, Đồng Đế, vân vân và Mây Mây. Vậy còn trong thế giới One Piece của chúng ta thì sao nhờ? Oda không chỉ hướng mô típ ấy mà còn nâng tầm nó lên một level cao hơn với vô vàn những nhân vật tuổi nhỏ nhưng trí lớn, sở hữu sức mạnh khủng khiếp hơn cả mấy thanh niên hải tặc 30-40 tuổi tại tân thế giới luôn. Anh em có biết đó là ai không? Hôm nay hãy cùng xăm soi đi tìm hiểu nhé. Ấn một like và bắt đầu ngay thôi nào. Momonosuke sinh ra đã sở hữu dòng máu danh giá của tầm Kozuki, có người cha là samurai vĩ đại nhất Wano, thậm chí còn từng chu du trên tàu của hai huyền thoại là Dâu Trắng và Roger. Thế mà Momonosuke lại không mạnh lên nhờ bất cứ ai trong số họ, ngược lại hoàn toàn nhờ vào ông hàng xóm Kaido anh em ạ. Mọi chuyện xảy ra khi mà du hành thời gian 20 năm, trải qua vô vàn biến cố và lạc đến Punk Hazard. Momo đã vô tình ăn được một trái ác quỷ nhân tạo được Vegapunk nghiên cứu. Người khác đều nói rằng nó bị lỗi, giống như tác dụng phụ của những trái Smile, nhưng mà không. Đây là UOUO, hàng xịn sò con bò, với toàn bộ năng lực từ bản Ryu, khác mỗi cái màu mà thôi nhá. Cũng nhờ đó mà Momo từ một thằng nhóc bình thường trở thành một kẻ sở hữu năng lực Zoan thần thoại top đầu chỉ khi mới 8 tuổi. Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó đâu. Trong trận chiến Wano, nhờ vào năng lực của Shinobu làm lão hóa cơ thể đi 20 năm, Momo giờ đây đã có thể biến thành một con rồng với kích thước tương tự Kaido, cộng kèm là toàn bộ những khả năng mà Tứ Hoàng Bách Thú sở hữu. Vấn đề duy nhất đó là thời gian để thằng nhóc này hoàn thiện nó thôi. Cho anh em nào đã quên thì cú cắn đến từ dạng rồng của Momo có thể khiến Kaido thét lên như một cô gái mới lớn. Tức là sát thương của nó còn khủng hơn cả Gear Third, Gear Four của Ngũ Hoàng Luffy. Cùng với đó là Borobrid cũng xém làm cả một đô đốc bị thương đấy. Công bằng mà nói, sức mạnh của Momo hiện giờ rất ít người sánh bằng nhá. Thứ duy nhất thằng nhõi này thiếu đó là kinh nghiệm mà thôi. Trên tất cả, vì là Shogun của đảo quốc Samurai, 100% Momonosuke sẽ noi gương tổ tiên, bắt đầu học kiếm một cách đoàn hoàng. Và trong tương lai gần thôi, chúng ta sẽ được chứng kiến một Shogun cực mạnh vừa ở dạng lai UOUO, vừa dùng Ameno Habakiri một cách thuần thục, thỉnh thoảng lại bắn ra Borobrid và sở hữu một thân thể cứng cáp như sắt thép nữa. Nghe thôi, đã thấy ngầu ác rồi. Otama không có trái ác quỷ Doan Châu Bò, không biết dùng kiếm, thậm chí cũng không sở hữu bất kỳ một kỹ năng chiến đấu nào, nhưng Otama lại là một trong những nhân vật mạnh nhất ở cái tuổi U10. Tất cả đều đến từ trái ác quỷ Kibi Kibinomi. Đây là năng lực Paramecia được tạo thành dựa trên truyền thuyết Momotaro của Nhật Bản. Nếu anh em đã từng xem qua series Chú Trồn Xanh đến từ tương lai, cũng sẽ biết rằng nó thông qua bảo bối của bánh thuần chủng. Quay trở lại với One Piece nhé. Oda đã ban cho trái ác quỷ này sức mạnh thu phục mọi loại dã thú trên đời và đúng với nguyên tắc. Ngoài ra ông còn bắp thêm bằng cách biến Kibi thuần hóa luôn được những người ăn Zoan nhân tạo Smile. Trong xuyên suốt Wano, Otama đã dùng sức mạnh này lập không ít công lao. Nếu không tính băng mũ rơm, Kid và Lo thì cô bé cũng chính là MVP xứng đáng nhất rồi. Đúng với một bình luận rất hay mình đã từng đọc được rằng có Otama, phe khởi nghĩa như đang có thêm một vạn người. Tuy nhiên một vạn người chưa phải là con số tương xứng đâu nhá. Hiện giờ Otama còn nhỏ và rất ngây thơ, nhưng nếu trong tương lai cô bé có nhiều hiểu biết hơn, anh em nghĩ sao sẽ có một binh đoàn vua biển hàng chục con đi theo sau phục vụ chiến đấu nhờ. Đúng kiểu Pluton phiên bản dùng thử luôn chứ còn gì nữa. Trên tất cả mình luôn thắc mắc rằng nếu Momo ăn phải Kibi Dango thì sao nhờ. Dù sao thì trái UOUO ấy cũng là nhân tạo mà. Anh em comment dự đoán bên dưới để chúng ta sẽ cùng nhau đàm đạo nhé. Seraphim tạm thời bỏ qua việc phân biệt chủng tộc hay là phong trào chống trí tuệ nhân tạo thì Seraphim hay còn có tên gọi khác là SSG chẳng khác nào là những đứa trẻ sở hữu sức mạnh siêu phàm.
Năng lực đầu tiên mà chúng sở hữu chính là thân thể kim cang bất hoại đến từ Nguyệt nhân tộc. Đây thì chính là một trong những khả năng phòng thủ tốt nhất One Piece tính đến hiện tại. Chưa một đòn tấn công nào vượt qua được nhé. Và vì mang gen của Runarian cho nên những đứa trẻ nhân tạo này cũng có đặc điểm ngoại hình là da nâu, tóc trắng và đôi cánh màu đen. Không biết anh em thấy sao, còn xăm soi thấy rất ngầu nhá. Năng lực thứ hai là trái ác quỷ nhân tạo. Theo như Vegapunk thì Seraphim của người nào thì sẽ có một trái ác quỷ tương xứng với bản chất của người ấy. Ví dụ clone của Jinbei thì có năng lực bơi, clone của Mihawk thì năng lực sắt thép, vân vân. Năng lực thứ ba đó là khả năng học hỏi không ngừng. Giống như AI ngoài đời thật của chúng ta ấy, những Seraphim có tốc độ học hỏi và thăng tiến sức mạnh nhanh gấp hàng trăm lần con người. Và cuối cùng là tích hợp những thành quả công nghệ với nào là giày bay này, máy quét, radar. Tóm lại những đứa trẻ này dù trông có vẻ cute phô mai que nhưng sức mạnh đủ khiến 99% các băng tặc trên thế giới phải ôm đầu bỏ chạy đấy. Hiện giờ mình chỉ thấy những băng tứ hoàng mới đủ sức để đối đầu mà thôi nhá. Bên lề một tí, anh em thích phiên bản baby của Thất Vũ Hải nào nhất nhỉ? Cá nhân mình rất thích Jinbei, trông vừa béo núc ních, vừa hài lại vừa cute nữa. 10 điểm anh em nhá. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với Flame. Dù không thích, thậm chí có thể nói là anti con nhóc này, nhưng mà sức mạnh của Flame là một thứ mà vô cùng hiếm có ở cái độ tuổi 15. Bằng chứng đầu tiên, Flame là bộ trưởng của bộ mật ong. Để mà so sánh thì ngang hàng với những đai phư cư hay là Oven anh em ạ. Đối với một người thực dụng như Big Mom, việc để một kẻ lên chức bộ trưởng thì 100% đều đến từ sức mạnh. Bằng chứng thứ hai cũng chính là Big Mom. Bà thường tỏ ra rất chán ghét trước những đứa con yếu ớt và chỉ thân thiện với những đứa con mạnh mẽ thôi. Thú vị thay, Flame là một trong số những người mà mẹ lớn tỏ ra vui vẻ khi mà nói chuyện, chứng tỏ bà công nhận sức mạnh của con nhóc này. Trên tất cả trong trận chiến tại thế giới gương, dù chỉ dở trò bẩn là bắn lén nhưng mà tốc độ của đòn tấn công ấy nhanh đến mức mà Luffy không kịp né, còn Katakuri cũng chẳng nhận ra. Ba điều trên dẫn đến một kết luận rằng sức mạnh của Flame không phải dạng vừa. Tuy nhiên, có tài mà không có đức thì cũng vứt anh em ạ. Cu lù không đấm cho vài nhát là may lắm rồi chứ. Những cựu thiếu nhi. Sau khi mà điểm xong những đứa trẻ mạnh mẽ nhất ở thời điểm hiện tại, chúng ta hãy cùng quay ngược trở lại quá khứ để tìm xem rằng những đứa trẻ mạnh nhất trong quá khứ thì gọi tên ai nhá. Trước hết chắc chắn phải kể đến những con quái vật huyền thoại từ trong trứng nước như là Kaido, Oden, Big Mom. Ở cái tuổi mà Luffy còn ăn quỵt mì ramen thì họ đều đã có những chiến công điên rồ. Có thể kể đến Kaido trở thành chiến binh mạnh nhất của Vương quốc Vodka, Big Mom đập tan cả làng Elbat, Oden làm trùm phố đèn đỏ, vân vân. Có lẽ ít anh em để ý nhưng mà hai chữ thiên tài mà người ta dành cho Rubuxi không phải gọi cho vui đâu. Sự thật là từ nhỏ thanh niên báo đốm này đã cực kỳ mạnh hơn hẳn bộ 3 ASL nếu như mà cùng độ tuổi rồi. Cụ thể thì khi mà mới 6 tuổi, Luxi đã mạnh hơn tất thảy thanh niên 8, 10, 12, 15 tuổi trong lò đào tạo CP9. Vào năm 13 tuổi, thiên tài này đã một mình tiêu diệt 500 binh lính tinh nhuệ của một quốc gia, sau đó xử lý luôn cả một băng tặc nổi danh. Trong cuộc chiến ấy, Luxi đã trúng 5 vết đạn từ phía sau nhưng hắn đã từ chối thử thần. Và đến hiện giờ, anh em vẫn có thể thấy dấu vết của 5 viên đạn ấy. Nói chung là thanh niên này ngầu, mạnh nhưng mà chọn sai nền văn minh anh em ạ. Sau đó nữa phải kể đến là Dâu Trắng. Ông sinh ra chỉ là một người bình thường, không hề có sức mạnh cao siêu gì như những tứ hoàng khác. Nhưng nhờ vào trái tim quả cảm, bố già đã luyện tập và trở nên cực kỳ mạnh mẽ, đủ để đánh bại cả một băng tặc khi mà mới chỉ 10 tuổi. Đáng nói hơn nữa là khi ấy ông chỉ dùng chày gỗ thôi, trong khi vũ khí của bọn hải tặc đều là kiếm và đại bác anh em ạ. Thứ tư là Sanji, anh chị em nhà Sanji mới đúng anh em ạ. Mình nhầm thật chứ không phải là cố tình dí anh ba đâu nhá. Nhờ việc cải tạo gen và những phương pháp khoa học, Zutter đã biến 4 đứa con của mình thành 4 siêu nhân từ khi mà còn rất nhỏ. Chúng có cơ thể cứng như sắt thép, khả năng phục hồi khủng, thể chất VIP Pro và mỗi đứa lại có một năng lực riêng. Đối với Jayzy là khả năng điều khiển độc tố, Ichiji là khả năng tấn công kèm theo vụ nổ và những tia năng lượng, Niji là khả năng dùng điện giống như tộc Min, còn Yonji thì là siêu sức mạnh thể chất.
Ngoài ra, nếu năm ấy Sanji thành công được cải tạo thì thứ sức mạnh anh ba sở hữu sẽ là tốc độ siêu phàm và khả năng ẩn thân anh ba. Tiếp tục quay trở lại với gia đình nhà Charlotte, chúng ta có một thành viên ngày nhỏ đã từng thể hiện một sức mạnh vô cùng vượt trội, đó thì không ai khác ngoài soái ca Katakuri. Đến hiện nay chúng ta còn chưa biết rằng liệu Kata là con của Big Mom và nhân vật nào, nhưng với vẻ ngoài khác biệt, mình dám chắc anh sở hữu dòng máu chủng tộc mạnh mẽ, và điều đó bộc lộ từ khi mà còn rất nhỏ rồi. Cụ thể thì vào lúc Big Mom đang bận chim chuột cùng Kaido, những đứa con của bà ở đảo bánh có cuộc sống không hề dễ dàng. Thậm chí nếu là một kẻ yếu đuối như Brody thì còn bị bắt nạt nữa. May thay, Katakuri vào những năm 14-15 tuổi ấy đã có thể sử dụng thành thạo vũ khí, trái ác quỷ và đặc biệt là bộc lộ luôn cả tư chất đế vương. Soái ca nhà Big Mom đã một mình tiêu diệt hàng loạt những băng đảng giang hồ và hải tặc xung quanh, bảo vệ những đứa em bình an cho đến khi mà Big Mom trở về. Cũng nhờ đó uy tín của Katakuri là số 1 tại đảo bánh. Anh em cứ nhìn vào thái độ của Brody, Daifuku hay là Oven sẽ rõ nhé. Cuối cùng, một kẻ từng được đặt lên bàn cân rất nhiều đối với Katakuri, cũng thuộc loại quái vật từ bé và đủ điều kiện xuất hiện trong video ngày hôm nay, không ai khác ngoài King. Cụ thể thì King năm nay 47 tuổi, gặp Kaido từ khoảng 32 năm trước, vậy mà khi ấy Arbor đã bị giam cầm rất lâu rồi. Tức là chúng ta có thể đoán rằng những năm 13-14 tuổi, King đã gây một tiếng vang lớn với sức mạnh Ryudian của mình nên bị chính phủ thế giới bắt về làm thí nghiệm. Điều đó thì chưa được làm rõ, nhưng mình dám chắc rằng với sức mạnh của Nguyệt nhân tộc, King chắc chắn cũng không thua kém Oden hay Kaido ở thời niên thiếu đâu anh em ạ. Và rồi, đó thì cũng là toàn bộ những nhi đồng và cựu nhi đồng mạnh nhất ở trong One Piece. Anh em thấy nếu đặt tất cả họ lên cùng bàn cân thì liệu ai sẽ là nhân vật mạnh nhất? Comment ý kiến bên dưới nhá. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với góc bình luận thôi. Đầu tiên là bạn Peace E Dabet. Tại sao người ta không tạo ra súng nước để khắc chế trái ác quỷ vậy anh? Có chứ bạn, súng nước dùng nước biển được trình làng một lần trong tay thanh niên thợ săn hải tặc Kid Gray và băng của hắn rồi. Chắc có lẽ vì quá cồng kềnh nên không phổ biến thôi. Tiếp theo là bạn Menake. Cái này ra chuyện trước rồi thì mới làm phim hả mọi người? Chuẩn rồi đấy bạn ạ, manga thì sẽ ra trước anime đâu đó khoảng vài chục tập nhá. Cuối cùng là bạn Khánh Hà Tạ 4782, xem đầu ạ, cho em lên TV đi. Ok là em ơi, xem sớm nhất thì phải lên TV ngay và luôn thôi nào. Vậy anh em có muốn lên TV như ba bạn may mắn bên trên hay không? Nếu có thì đừng quên ấn cho Samsung một like, một subscribe và để lại comment bên dưới trước khi mà rời đi nhá. Cảm ơn và hẹn gặp lại thuyền viên ở những video sau nha. Bye bye.